Lại nói muộn quá chứ không, tôi mới đi vô là bắt đầu phải nói liền, mỗi ngày sư phụ mua lai rai cho, rồi đâu có ăn tới cái mức mà cực khổ như vậy. Ăn mà đau khổ vậy. Tiêu tu mà tu khổ hạnh mức này ai dám tu. Mai mốt về quảng cáo bậy bạ mấy người Việt Nam sợ chạy hết, nói qua học với sư với cô Thanh Hải tu khổ hạnh tới mức mở mắt ra là phải ăn liền. Không ăn không được, không ăn bà còn giận nữa, bà nó chê trái cây của bà nữa, ha, đồ gia trì nữa. Rồi, ở này ăn không hết, còn mấy người Việt Nam mình kia ăn không đủ hả, không có mà ăn thèm hả, ăn đi sám hối hả, sám hối gì, ăn thế cho mấy người bên Việt Nam hả, bên Mỹ hả, kỳ sau về đừng có quảng cáo ôm sùm, mấy người nói coi này tu cực khổ vậy. Mở mắt là phải ăn, ăn trái cây mà ăn tới tối nằm mơ nằm ác mộng. Nằm trái cây nó được chạy. Nó biểu, ê còn trái xoài này nữa, sao anh không ăn tôi, anh ăn mấy trái kia. Anh tu hành bất công vậy. Sao anh ăn mấy trái kia, anh không ăn tôi phải không? Mấy trái nó nằm trong bao đó, tối ngủ được chạy phải không? Nó bò ra phải không? À. Quan Quan Thế Âm Bồ Tát có 1.000 cánh tay, 1.000 con mắt mà không có 1.000 cái miệng à? À. À. Sao? Tu phép Quan Âm được 1.000 tay 1.000 mắt chứ không được 1.000 miệng nên hơi khổ. Tu cực khổ quá, ăn uống cực khổ quá trời hả? Từ hôm qua mà trái cây mía rượt tới bữa nay rượt chạy không kịp hả? Ăn rồi đừng uống nước đá nha ông. Uống nước đá là nó còn rượt chạy nữa. Không phải ban đêm mới rượt mà ban ngày rượt. Không uống nước. Uống nước là mệt lắm à, đi không phải uống nước sợ mà nó đâu có còn chỗ nữa đâu mà đựng nước. Ăn một trái nó vô trong bụng, một trái còn nuốt ở đây, một trái ở trong họng, một trái cầm một tay, ba bốn trái còn nằm nó đợi. Chỗ nào mình nuốt hả? Cái này là cái chuyện đùa của Thổng Khải. Nhớ hôm trước, bữa hôm trước sư phụ nói nhớ không? Miếng ham trong này, miếng ở đây, miếng ở đây, rồi miếng trong miệng, rồi miếng ở trên đũa, rồi miếng còn đó. Hả, bữa nay là sự thật. Trái cây hả? Ở sao cái nhà đã bán được chứ? Cũng chưa nữa. Trời ơi, cái số gì mà tài sản phong phú vậy? Hả? Có người có số mà phải có tài sản mà nó bán không được. Nên sao cũng bơi lội hoài rồi đó hả? Sao vậy? Ồ vậy hả? Nhưng mà có bảo hiểm mà. Trời ơi, tội nghiệp không? Sao mà có số mà có nhiều tài sản quá vậy? Dùng không hết để cho người khác dùng nữa, nó tới mức vậy. Hả? Có lòng nhân đạo. Có lòng nhân đạo. Cái xe mình không 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 lái còn đưa cho người khác lái nữa. À, tù phép Quan Âm thiệt là có lòng từ bi rộng mở. À. Cấp đồng cấp mớ mượn tạm mà cấp gì. Mượn thôi. Vậy hả? Sao kỳ vậy? Vậy hả? Sao? Ngồi. À. Ừ. Cái này là người Việt Nam đây. Chắc mấy tên nào Việt Nam đây nghe băng một hồi cái sợ quá chạy mất. Sám hối rồi chạy mất. Nó kiếm giùm hả? Sao? Cái gì? Ha ha.
Có ở đây cái Đài Loan cũng có một vài trường hợp như vậy á. Có cái xe kia để ngoài đường á, người ta đập kính hay là người ta dùng phương pháp nó mở vô. Mở vô cái lấy ba băng cassette của xù lấy đi chân. Hình của xù cũng lấy luôn, xe để lời. Radio đó, tiền bạc vợ chồng không có lấy. Lấy kinh sách chạy mất. Ăn cắp pháp, thâu pháp, hả? Ăn trộm pháp. Chắc là nghe đã hồi rồi cái ôm luôn đi luôn vô rồi, hả? Rồi xe để lại à? Không lấy gì trong hết, có tiền trong không lấy. Đồ quý giá không lấy. Có một vài đồ, thí dụ như gỡ cái radio thì nó cũng có tiền vậy, phải không? Nó không gỡ không lấy gì hết. Bỏ nó đi. Hả? Ăn trộm kiểu này bên Mỹ chưa từng thấy à? Ăn trộm kiểu mới mà. Lại kính thăm sư phụ và là cảm ơn sư phụ đã cho mấy ngày hết sức là hạnh phúc. Ok. Đến mấy giờ đi? Người nào đi? Giơ tay lên coi. Còn mai người nào đi? Giơ tay coi. Mai là đi hết đó hả? Dọn nhà hết đó hả? Ai, khỏe. Cảm ơn trời Phật. Chớ đây biết làm gì, mua đồ ăn, mua trái cây thì không chịu ăn. Rồi cứ nằm lì ra đây. Còn muốn ăn bánh ăn trái gì nữa không? Trái cây chưa hết phải không? Còn bao nhiêu? Đang ráng đồ lắm. Còn mấy trái nữa, còn gì? Thì mang được có nhiêu mang, còn lấy ăn không hết thì cho mấy người đứng gần bên đó. Mấy người thì khiêng đồ khiêng đạc cái đó. Khỏi mời mà hả? Làm bộ biểu nó, mày lấy này bỏ dùm thùng rác cho tao, nó bỏ vô. Chạy đi kiếm chỗ phòng nó ăn á, đâu có sao đâu phải không? Ăn trong đó được mà. Có cái anh ở bên Costa Rica, hai trái bom á, nhậu hết một lượt. Trước mặt quan thế anh đứng anh ăn, quan thế mở mắt thò lò vô. Ở bên Costa Rica nó cũng, Costa Rica nó cũng cho đem vô. Nó không được, này không được, bỏ này đồ gia trì của sư phụ tôi. Ăn luôn vỏ luôn cam luôn khỏi lột. Nhậu một giây đồng hồ là nuốt tuốt hết. Vì về đang tu hành cho đàng hoàng à. Còn thôi, mỗi lần sư phụ gặp người nào mà không tu, sư phụ khó chịu lắm. Nhưng mà ráng hết sức mới không có đuổi đi, hiểu không? Chịu không nổi. Cái bầu không khí nó rất là thô thiện á. Ví dụ như sư phụ đi ra ngoài kia gặp biết bao nhiêu người ăn mặn uống rượu, sư phụ không có nghĩ vậy. Tại vì sư phụ biết người ta như vậy đâu. Nhưng mà học trò của mình á, mà tu hành không đàng hoàng mà phạm với ăn uống bậy bạ, sư phụ chịu không nổi. Tại vì tới đây, những người học trò tới đây là sư phụ relax, không có phòng bị nữa, hiểu chưa? Mà đem những cái khí vận nó đến, sư phụ chịu không nổi, nhức đầu. Nhiều khi sư phụ cũng không muốn nhìn mặt nữa. Nhưng mà không, không, vậy rồi bao nhiêu người trách sư phụ nó, sư phụ phân biệt, hiểu chưa? Sau trách người này, trách người kia, la người này, la người nói, thiệt sư phụ chịu không nổi. La là cũng đỡ lắm rồi, sư phụ cũng muốn trốn luôn á. La gì chứ mất danh giá của mình, phải không? Những người không xứng đáng như vậy lẽ ra không nên la nữa, phải không? Đuổi đi cho rồi á, la gì?
bực mình, nhiều khi thấy mặt cái chịu nổi. Nhưng cái nhiều khi người ta cái tình cảnh người ta bắt đắc dĩ thì không nói làm gì, còn những người mà cố ý phạm cái nghiệp chứng nặng vô cùng, ngồi gần sư phụ chịu không nổi, dòm mặt không dám dòm, không muốn dòm, nhắc tới tên không muốn nhắc nữa, hiểu chưa? Nhiều khi làm cho ảnh hưởng tới toàn bộ của bầu không khí nữa. Nhiều khi sư phụ không có nhẫn tâm mà la hoài, không nhẫn tâm mà đuổi đi. Nhưng mà kỳ sau á, những người nào đi qua đây phải xin phép trước sư phụ, viết một cái list đàng hoàng cho sư phụ coi, chứ không phải chạy quay qua ổ như vậy được. Rồi bắt buộc sư phụ phải thâu nhận những người mà sư phụ không có thích, giới luật không có đàng hoàng, hiểu chưa? Cái cậu gì bên Canada nó có nghe rõ chưa? Tại sao qua không xin phép trước sư phụ? Cái phát sinh rồi sau này sư cô tôn cư qua con ở nhờ tôn cư xin một lần nữa sư phụ. Này tụi nó không có báo cáo cho sư phụ biết. Thôi được rồi, tha cho anh lần này. Lần sau không có được qua ẩu như vậy nữa. Hôm trước sư phụ đã dặn không có được qua, không nhớ sao? Tại sao mà sư phụ không có thích? Tại vì anh hồi đó biển bác nhiều quá đi, rồi vô trong ngồi cộng tu quá, gây lộn với người ta ông sùm, miệng mồm dữ quá, đã làm việc bậy bạ không có giữ giới nghiêm nhặt mà vô đó còn gây gỗ với đồng tu, những người như vậy không có tốt, hiểu chưa? Chứ không phải sư phụ nói cái vấn đề mà bán được với bán không được cái tiệm hay là không, những cái bán không được không phải mình cố ý à, cái đó sư phụ biết, nhưng mà cái mồm mép của mình dữ quá. Biện hộ những cái đức tính tốt không? Biện hộ những cái chuyện xấu xa. Mỗi lần thấy cái mặt là sư phụ chịu không nổi. Mà còn dám rượt qua đây làm cái gì? Qua đây làm gì? Cái tội nghiệp của anh á, sống hơn 40 năm chưa hết, còn nó 4 tháng anh nhầm gì? Làm cho sư phụ bực mình, ngày nào cũng bực mình hết. Bực từ bên Canada, bực tới bên này. Hôm trước anh yêu chơi gì cũng vậy nữa, sư phụ cấm anh không có được đi qua, cũng chạy qua, trường cái mặt ra. Mặt dòm khó coi, mà dám chạy qua bên này. Làm sư phụ mỗi ngày phải nhẫn nại như vậy, lợi lộc cái gì? Làm cho mệt cho những người Việt Nam khác, ảnh hưởng tới cái bầu không khí không tốt. Mỗi lần thấy mặt là chịu không nổi. Nghiệp chứng nó viết sẵn hết trên mặt trên mày mình á, chứ không có phải bận quần áo cho đẹp đẽ, rửa mặt rửa mày xong là xong. Mình làm cái gì nó cũng viết đầy ở trên người mình á, nó viết ở trong cái aura, cái bầu khí phận của mình ở xung quanh á, không phải mình gạt cả mai được đâu. Nhất là không có lòng sám hối, những người không có lòng sám hối là không có làm gì được hết á. Đi đâu cũng làm dơ giấy cho cái chỗ của mình ở hết. Những người vậy không xứng đáng làm đệ tử của sư phụ, hiểu chưa? Quý vị nói sư phụ là ông thầy giỏi nhất Phật sống này kia cái nọ, mình phải coi mình có xứng đáng không, chứ đi kiếm ông thầy giỏi nhất rồi mình trây thưa đó, mình không học hành làm như nhục nhã cái danh dự của ông như vậy được không? Nhất là người Việt Nam nữa, vỗ ngực xưng danh là đồng bào của tôi, làm những cái chuyện như vậy. Giới luật nào cũng dám phạm hết, mà cũng dám trơ mặt tới đây đi cộng tu rồi còn gây gỗ với anh em đồng tu ở bên Canada nữa. Biển bác tùm lum nữa, miệng mồm dữ quá, giỏi quá. Biển bác cho những cái tội lỗi của mình giỏi quá mà. Phải chỉ biện bác những cái điều gì tốt, những điều gì hay, những điều nhân đạo. Đi ra mà truyền bá những gì hay tốt á, thì giỏi. Miệng mồm để dùng biện bác những cái điều tội lỗi. Mà không có cái lòng sám hối.
Nhân những người học trò đó làm cái gì? Có lợi lộc gì đâu, tu hành gì đâu mà xưng là học trò của tôi. Sư phụ không có thích những người lì lợm, nói một mà cứ làm hai, nói không có được đi gặp sư phụ mà còn dám đi qua đây này, tới mức nào? Rồi lợi dụng cái sư cô không thông đồng cơ, không có biết cái gì hết trơn á. Nói là đi qua bên này, nói chừng nào đi vậy thì cụ cũng gật đầu thôi, có biết cái gì. Ở bên Canada sư phụ còn không muốn gặp, huống chi mà đi bò qua tới nước Mỹ. Cái lúc mà sư phụ nói không có được qua gặp mà anh đã dám bò qua nước Mỹ rồi. Mới nói ngày hôm qua ngày hôm nay cái bò qua nước Mỹ đi gặp rồi. Bữa nay cũng vậy nữa. Sư phụ không thích những người lì lợm. Không có xứng đáng nên bắt sư phụ phải la hoài. Bây giờ đi xuống như kia. Lần sau không có được qua đây nữa. Chừng nào sư phụ mà đích thân cho phép anh mới được qua bên này, hiểu chưa? Không có được mà làm cái kiểu mà mập mờ đánh lận con đen như vậy nữa. Không được sư phụ nói một rồi làm ba. Nếu không là cái tình thầy trò dẹp luôn. Đừng có cái làm cái kiểu lì lợm như vậy mà qua mặt sư phụ mà chơi với sư phụ được. Nghiệp chướng tới mức vậy là gặp tới 3-4 ngày rồi mà chịu cũng không nổi. Cả tuần nữa mà còn chưa có chịu được á. Mỗi lần gặp mặt là thấy bực rồi. Mà thà ngồi im nó còn đỡ. Lần nào cũng cố lượn tới lượn lui, nói tới nói lui. Ở Canada cũng vậy nữa. Mỗi lần gặp sư phụ là thôi chừng tới một bên. Nói đủ thứ chuyện hết. Chuyện đó bậy bạ không có đáng gì hết. Còn là chuyện ăn thịt ăn cá của mấy người. Đã biết cái giới luật của sư phụ như vậy, còn lại còn đánh trả giá trả tới trả lui, truyền tâm ấn xong rồi còn làm cái vụ đó, còn gây gỗ với người này người kia, không có phục tùng ai hết. Bộ nhập môn với sư phụ đặng làm anh hùng lương sơn bạc hả? Hay muốn làm cách mạng cái gì? Cứng đầu cứng cổ. Không có biết cái thân mình nữa. Tức là lúc ta biết có con người không có cái lòng sám hối, mới lì lợm, mới cả gan như vậy. Lúc nào cũng dám trường mặt ra để cho sư phụ nhớ. Chứ nếu một con người có cái lòng sám hối, con người có cái lòng biết hổ thẹn à, không có bao giờ dám mở miệng ra nữa. Ngồi đâu nữa, tôi đi kiếm cái chỗ mà ở đằng sau trốn lại một chút chứ, phải không? Ví dụ mặt mày mình xấu xa hoặc là mình chưa có rửa, mình đâu có dám trường ra cho quan khách mà đẹp đẽ người ta coi, phải không? Hoặc là người yêu của mình coi, phải không? Làm trốn như không kịp á. Dám trường ra lần nào cũng vậy à. Cố tình làm cho sư phụ nhớ tới cái bản mặt như vậy. Có người cứng đầu cứng cổ lì lợm, nghiệp chướng đầy mình như vậy mà cứ nhắc hoài. Sư phụ thấy ngồi đó là sư phụ cũng muốn dòm nó rồi, còn dám mở miệng ra nói nữa. Cái đó là kiếm chuyện để cho sư phụ dòm, hiểu chưa? Kiếm chuyện nữa mà nói chuyện tào lao chi thế như vậy đó, chứ không có đáng gì cả. Biết bao nhiêu người đi, ai mà nhờ ông nói cái gì? Nhờ làm gì? Nói gì? Đi rồi không ai biết sao phải nói.
bực của mình. Đi xuống như kia còn dám ngồi đó hả? Những người vô duyên như vậy đi đâu cũng làm bực mình người khác hết. Thôi nhận học trò như vậy làm gì? Toàn là ma quỷ không. Con sâu làm rầu nồi canh. Cố ý làm giàu trên xương xương máu của chúng sanh khác, rồi còn biện bác tùm lum. Tài giỏi miệng mồm để mà biện bác những chuyện tội lỗi. Sư phụ muốn tha cho hắn, tha không nổi á. Quý vị có hiểu không? Cũng có nhiều người truyền tâm ấn xong rồi tiệm rau, tiệm thịt đồ bán cũng chưa được, phải không? Mà sư phụ cũng đâu có la lối như vậy, đâu có cấm tới mức như vậy. Mấy cái anh chàng này là quá sức tưởng tượng mà. Mồm mép đi vô ngồi cổng tu thôi gây gỗ người này người kia. Nhất định không thèm bán cái tiệm chứ đâu phải không muốn bán. Đâu phải bán mà bán được. Sau sư phụ qua Canada nói trục xuất ra khỏi cái đoàn thể đó mới đi bán. Có hiểu không? Bán nhưng mà còn nghĩ mình là tốt, không có cái đồng sám hối gì hết. Lúc nào cũng trường trường mặt ra trước. Cái lúc mà chưa bán tiệm không dám trường tới sổ sư phụ đứng sát bên. Biện bác những cái chuyện mà ăn mặn ăn thịt của hắn. Bán rượu bán thịt của hắn. Có người gì ai chịu cho nổi, phải không? Làm tới mức mượn nghiệp chướng đi đâu cũng đeo theo cùng mình. Dòm sư phụ không muốn dòm. Bực mình tới mức gì? Mình làm cái chuyện gì mà nghiệp chướng nặng nề nó đeo cùng mình chứ không phải không ai thấy. Nó rửa mặt đẹp đẽ bận đồ rồi đang thấy sao? Đối với những người ngoài thì có thể nói là không thấy, nhưng mà những người tu hành mình qua mặt là đâu có được. Kỳ này làm bộ mà khép nép vậy chứ. Vì sư phụ lai vào bữa mà được chứ. Ở bên kia mồm mép dữ lắm. Trời ơi, dám cãi với sư phụ à? Tôi bán thịt chứ tôi đâu có ăn. À. Từ người ta ăn tôi đâu có ăn. Nên cái tiền đó rồi ai ăn? Hả? Bán tiền lời rồi ai ăn? Mà đã biểu bán rồi, bán cái tiệm khi truyền tâm ấn biểu bán tiệm là hứa bán rồi. Có người mua rồi, không chịu bán à. Mua một cái lời chứ không phải bán lỗ nữa. Nhưng định không bán. Tại đang làm phát đạt, bán ủ quá. Ăn tiền xương, tiền máu như vậy đó mà làm sao mà tu hành cho được. Phải chi cái hoàn cảnh nó bắt đắc dĩ là nó khác, hiểu chưa? À, chứ không phải sư phụ người nào cũng la như vậy. Có nhiều người truyền tâm ấn xong bán không được tiệm mà cũng còn è đó vậy. Cũng viết thơ nói cho sư phụ, cũng nói sám hối như vậy. Mà sư phụ biết, sư phụ đâu có la lối gì đâu. Nói thôi từ từ đi, từ từ rồi bán ha. Kiếm chuyện khác làm trước rồi bán sau, chứ không thôi bán cái rụp rượu nó chết đói. Sư phụ cũng nói vậy chứ đâu phải người nào sư phụ cũng bắt ép đâu, không phải vậy đâu. Không phải cái vấn đề bán thịt hay không đâu, không phải vậy. Cái lương tâm của người, của con người, không có biết tầm quý, không biết hổ thẹn. Còn mồm mấy biện bạch tùm lum. Biện cách gì cũng là tội lỗi hết. Đâu phải mà, hả? Cái cục ung thư mà bây giờ mình nói nó cách mấy nữa nó cũng là ung thư chứ nói gì giờ. Mà nhất là người Việt Nam đối với sư phụ phải nghiêm nhặt thêm một chút chứ. Để làm gương cho những người ngoại quốc khác chứ.
Sư phụ đi đâu cũng nói người Việt Nam tốt, người Việt Nam hay, người Việt Nam giỏi, người Việt Nam thông minh, người Việt Nam cần cù liêm chính. Quý vị làm những cái gương như vậy làm sao mà sư phụ nở mặt nở mày được hả? Làm sao chỉ dạy cho những người ngoại quốc được? Mà quý vị có thấy rõ ràng là những người ngoại quốc học hành còn đỡ hơn người Việt Nam không? Dĩ nhiên là sư phụ nói họ không có hoàn toàn, không có hoàn mỹ, nhưng mà quý vị thấy không, họ có cái lòng khiêm nhường hơn chưa, họ nghe lời hơn. Còn người Việt Nam ý cái gì không biết nữa, ý bà con hay là ý dòng họ hay là ý đồng bào gì. Ai là đồng bào với quý vị? Người nào tu hành đàng hoàng là đồng bào với sư phụ. Tại mai mốt lên trên kia ở chung với nhau, tu hành với nhau, làm việc chung, ở đây cũng vẫn là chung, cái lý tưởng mình ở chung, cái tâm hồn mình ở chung, nó giống nhau. Còn những người làm việc bê bối không có giống như sư phụ, cãi lại sư phụ làm việc không có đúng đạo lý, những người đó không có ai là đồng bào của tôi. Đức Chúa Giêsu cũng có nói vậy, hả? Người nào mà tu hành chung với tôi, hả? Đó mới là bà con cha mẹ của tôi. Con sâu lầm lầu nè canh nè vậy đó. Một người bê bối là cả cái đoàn thể nhiều khi cũng bị liên hệ hết, vậy không có tốt. Thành ra mỗi người Việt Nam hoặc là mỗi người tu hành đều phải giữ cái nền nếp của mình, cái đức hạnh của mình, chứ không có nói là tôi làm chuyện riêng tôi chịu được. Một mình anh chịu thì thôi anh ở nhà đi, phải không? Trong cái lúc truyền tâm ấn, sư phụ Điền Đơn cũng đã nói đàng hoàng, nó có ép uống gì đâu, mà cũng đâu có cực đoan cái gì. Nó anh theo tôi anh phải theo tới chết, không mà anh chết luôn là anh sao hay là tôi trù ẻo anh mấy giờ, không đâu có nói như vậy đâu. Nói bây giờ anh năm cái giới này anh giữ ha, anh chay anh phải ăn hả, mỗi ngày anh phải cố gắng ngồi thiền cho hết sức mình. Sư phụ cũng không nói là bắt buộc, nghĩa là 100% phải ngồi 2 tiếng rưỡi, mà sư phụ nó cố gắng, phải không? Có phải trong tiếng Việt nó có dịch giống vậy không? Cố gắng tức là làm hết sức mình thôi, tùy theo cái hoàn cảnh của mình mà phải ráng ngồi cho nó đủ 2 tiếng rưỡi. Có nghĩa nói rằng nếu mà hoàn cảnh không có được thì bữa đó anh ít một bữa, nhưng mà anh phải cố gắng lúc nào anh cũng ráng hết mình đặng mà cho làm 2 tiếng rưỡi, mà phải ráng ăn chay, đừng cố ý mà phạm giới, phải không? Đừng cố ý thôi, chứ rủi mình không cố ý thì sư phụ cũng không nói. Nhiều khi mình lỡ lầm hoặc là nhiều khi mình không dằn được cái đó, sư phụ không nói, mà phải biết sám hối. À, nếu không giữ được những cái điều đó, không có sám hối, không có cố gắng làm hết sức mình thì đừng có lại cộng tu, phải không? Đừng có đi gặp sư phụ nói vậy mà, phải không? Đâu có bắt buộc đâu, đâu có bắt thề non hẹn biển gì đâu, có bắt làm cái gì đâu, mà nói sư phụ là nghiêm khắc rõ ràng như vậy. Anh muốn thì anh vô, anh không muốn thì thôi. Mà khi anh đã vô rồi mà anh còn lỡ anh không chịu, anh không muốn thì anh đi về, không có bắt buộc một điều kiện gì hết, phải không? Đâu có cái nào đâu mà ngon như vậy được. Nó có cái đoàn thể nào mà nói rõ ràng rành mạch chỉ dẫn từng chút như vậy, phải không? Mà do đó còn làm bậy làm bạ rồi còn biện bác, còn gây gỗ với những người đồng tu khác, như vậy là không có xứng đáng làm đệ tử sư phụ, không có xứng đáng ngồi chung với những người đồng tu mà thanh liêm khác. Mình phải biết hổ thẹn đấy, mình biết cái thân phận của mình không xứng đáng. Trường tới trước mặt mau làm cho cái vòng cho sáng rỡ lên thêm nữa, dành với những đồng tu khác để mà nói, để mà ngồi trước rồi này kia. Những người như vậy mà làm sao sư phụ chịu cho được, phải không? Nếu mà sư phụ cứ nương những người như vậy thì cái đoàn thể mình nó biến thành như cái gì, quý vị hiểu không? Hả? Rồi người xấu sư phụ cũng đối diện xử như người tốt như vậy, ai thèm làm tốt làm gì? Hả? À, coi trì giới thì sư phụ cũng vậy thôi, không trì giới sư phụ cũng vậy thôi. Như vậy thì làm gì mà phải truyền tâm ấn rồi cho nó mệt, phải bắt ăn chay rồi cho nó khổ như vậy. Thôi đi ra lần nào rồi nói kinh cũng cái khán giả nó truyền hết đi cho rồi, phải không? Nhưng mà lựa lọc cho nó mệt. Ăn chay ăn mặn gì cũng thầu hết, bắn thịt bắn cá giết người cướp của gì thầu hết vô cho rồi, đặng cho ta nói nhìn đệ tử đông. Chứ cần gì mà làm cho nó mệt rồi phải dạy dỗ từng người như vậy cho nó mệt mỏi tâm trí, rồi mất cả danh phẩm của một vị thầy, không? Nhiều người ta không hiểu cái lòng dạ của con người đó như thế nào, cái hành động của họ như thế nào, cái môi xảo quyệt của họ bên trong như thế nào, cứ nói thầy mà la hoài, hả? Có mặt hiền khô không nói gì trơn vậy mà xong rồi cứ la ảnh hoài, hiền, nam mô một bộ dao găm ở trong, hiểu không? Con dao trong tâm phấn mà bỏ xuống mới được chứ không phải bỏ con dao bên ngoài.
Nhưng hồi xưa có người mà đi muốn đi với Phật á, rồi cứ chạy hoài mà với không được Phật á. Hình như lúc nào Phật cũng có một cái bức tường pha lê bao xung quanh. Anh nói tại sao anh trốn ở trong bức tường đó làm sao mà tôi đứng gần anh cho được. Nói Phật vậy đó. Phật nói thì bây giờ anh bỏ con dao đó xuống đi. Em bỏ con dao xuống đi thì bức tường tự nhiên nó hết à. Cái anh kia nói bỏ rồi. Bỏ xuống đất rồi, liền rồi. Phật nói không, tôi nói con dao trong tâm của anh kìa. Hiểu không? Cho nên thường thường những cái tôn phái ở trên thế gian tu bên ngoài nhiều hơn, phải không? Đi vô nhà thờ thì phải quỳ, phải lạy, rồi phải làm dấu gì, phải hiểu chưa? Phải đọc những cái kinh gì, rồi phải hát làm sao cho nó đúng điệu. Ra thì quỳ cách nào, vô quỳ cách nào. À, rồi vô chùa thì cũng vậy. Lạy xuống thì cái mong đích phải làm sao? Phải có bao nhiêu độ, hả? À, chứ nếu không thì đối với Phật không có được lịch sự mà. Sư phụ thấy ông Phật không ngồi đâu, đâu có nói gì đâu. À, hồi xưa lại Phật đâu có như vậy đâu. À, đi vô nhiều cái chùa mà anh lại mà cái mông anh dinh lên một chút cái mấy ông thầy bà cô gì đó lấy cái chân đạp xuống một cái nhiều khi giật mình hả à. Ơi à, nhiều khi gãy giò nữa. Cái này có chứ không? Không có không quý vị có gặp không hả? À, chưa gặp, ta không đi chùa ta không gặp. Đi không nổi rồi. Ở đó là khác. Thường thường ở bên kia là cứ nhiều khi chỉ có chú trọng về vấn đề bên ngoài hả? Mà quên bên trong không có khai ngộ. Rồi bây giờ anh lại kiểu nào đó cũng đâu có nhầm gì hả? Anh lại mà cái đằng sau anh sát xuống hay đằng trước anh sát lên thì cũng đâu có giúp ích gì cái sự khai ngộ của mình được, phải không? Nếu mà không khai ngộ lại cái nào cũng không khai ngộ, mà khai ngộ rồi không lại cũng khai như thường, phải không? Chứ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật có thấy ông lạy lục gì đâu. Nghe nói ông ngồi thiền không à, phải không? Nó không có bố thí gì đâu. Từ nhỏ tới lớn ăn ở trong cung ngon lành, đồ ăn đủ thứ hết. Còn có phải còn phải nói là nợ của thế gian nữa. Ông làm mà ăn hả? Nhưng mà sung sướng quá rồi đi tu, nhưng mà cái lòng thành cũng thành Phật như thường á, phải không? Tại ngài biết sám hối, ngài biết hổ thẹn, ngài biết khép mình, ngài nghĩ rằng cái đời sống của ngài như vậy không có được, không có tốt, phải không? Giờ ngài sám hối, muốn làm một đời sống thanh cao khác. Cho nên mặc dù không bố thí gì cả, không lạy ai hết, không biết lần trước lần sau nó có cân bằng kiểu nào không. Hả? Mong đích không có sụp lên sụp xuống gì đâu, mà rồi cũng thành Phật như thường, ngồi không à, phải không? Thành ra cái vấn đề tu hành là phải coi bên trong mà, không có nói bên ngoài được, rõ ràng như vậy mà, phải không? Rồi Đức Chúa Giêsu cũng có nghe nói có lạy ai đâu, phải không? Tối ngày đi không, rồi đi tham học tất cả các nơi, rồi cuối cùng ngồi thiền nữa mà chứng quả thôi, phải không? Ngồi thiền trong sa mạc. Chứ không lẽ anh nghĩ ông ngồi trong sa mạc 49 ngày ông làm gì chồng á? Trong sa mạc có chuyện gì đâu làm đâu. Hả? Mà hồi đó cũng đâu có movie gì đâu mà coi, không có phim ảnh gì đâu, đâu có nhạc gì đâu, ngồi trong đâu nghe. Ở trong sa mạc mà nghe cái gì, ngồi cái gì, làm gì, phải không? Thì chỉ có cách ngồi thiền thôi. Ở trong đó là chỉ ngồi thiền nghĩa là tham cứu lấy nội tâm của mình thôi, phải không? Mới kiếm cái chỗ mà thanh tịnh mà không có cái gì ở bên ngoài nó kích động, những cảnh giới kích động gì hết. Sa mạc thì không có gì cả, chỉ có cát thôi, phải không? À, may mà có nước gần bên thì uống, còn không thôi cũng chết khát. Như vậy những cái cảnh giới đó để làm gì? Để cho ngài biết rằng cảnh giới bên ngoài như thế nào đối với tâm ngài cũng không có lay động. À, tìm cái chỗ mà khô khan cằn khổ như vậy, không có cái gì kích thích bên ngoài á, ai ngồi đó tham nghiệm chính mình, à, ngồi thiền khai ngộ, không? Đức Phật cũng vậy, kiếm cái cây bồ đề ngồi dưới á, không có ai xung quanh hết. Thì những người tu hành á, thường mà khai ngộ lớn á, đều là không có
không có cái gì, không có dựa vào bên ngoài cả, phải không? Ừ. Thì bây giờ sư phụ dạy quý vị tu cũng vậy thôi, thì đúng là chánh đạo thôi, không nói gì cả, phải chiêm nghiệm là cái ông Phật bên trong của mình, mỗi ngày mới nhớ tới ổng. Thì tự nhiên những cái việc gì mình làm nó cũng đều xong suốt cả. Nếu mà không nhớ tới ông mà tôi nhớ tiền, nhớ bạc, nhớ hamburger, nhớ tiệm pizza này cái nọ, làm ngày bao nhiêu tiền nó bán không đứt. Kiểu đó làm sao mà nói tu thì tu làm gì? Theo sư phụ làm gì cho mệt hả? Những người đó chắc gì tâm đã theo sư phụ đâu. Thấy cái gì khó thì nhào vô dành vậy thôi, chứ chưa chắc đã có lòng thành, hiểu chưa? Cho nên tu hành có nhiều kiểu lắm à. Đừng tưởng đâu người nào cứ chạy chạy theo sư phụ rồi mắt cứ dòm dòm sư phụ thò lõi, những người đó là thanh tâm còn lâu. Những người đó nhiều khi còn bị sư phụ la âm sùm nữa hả? Hoặc là chửi cho chạy mất tiêu nữa, hoặc là khẩu cho rớt đang khỏe tôi. Không có thanh tâm đứng xung quanh làm cái gì, nó còn làm cho người khác hiểu lầm nữa. Đứng đâu chạy theo kè kè bên sư phụ, hoặc là ngồi đâu dòm sư phụ thò lõ, kiểu những người đó đó không mới là thành tâm rồi. Cái chạy theo học theo nhau cả đám, người nào cũng kè kè rồi, người nào cũng dòm đi đâu cũng cái bọn cái gì chạy đi kiếm kiểu đó, là người ta học bậy hết, hiểu chưa? Nếu sư phụ không la mấy người đó là những người học trò khác cái lầm đường. Tưởng đâu có những người như vậy mới đúng là thành tâm, phải không? Mới bày tỏ cái lòng đạo của mình ra cho sư phụ biết, cho những người khác biết, người đó là tu gì? Hypocrite, tu giả, giả đạo đức, hiểu không? Nó gạt sư phụ, gạt không nổi. Mặc dù sư phụ đầu óc rất là con nít, rất là thanh, cái bài gì rất là đơn thuần á, nhưng mà cái ông Phật ở bên trong á, ổng khôn lắm. Đấy, nhiều khi ổng khôn, ổng làm việc mà sư phụ, cái đầu óc sư phụ cũng không hiểu lắm. Nó tại sao làm vậy? Một lát ổng cho coi. À, hoặc là nhiều khi ổng cho coi trước, hoặc là nhiều khi ổng cho coi sau. Cái đầu óc này đâu có sánh kịp cái trí huệ của mình được. Mặc là dù mình nói là mình tu, cái trí huệ mình nó ở bên trong mình, nhưng mà nó không phải bên trong cái đầu óc của mình, hiểu chưa? Mà nó cũng không phải bên ngoài cái đầu óc của mình, nó là nó vĩnh viễn tồn tại, nó có một cái địa vị của nó, mình không thể nói nhất định nó là ở đâu cả, hiểu chưa? Nhưng mà nó tồn tại, đó là cái đức tánh của Thượng Đế, đó là cái Phật tánh của mình, hiểu chưa? À, cái ông thầy đó ông khôn tổ không người nào mà gạt không được cái gì hết, hiểu chưa? Ăn câu chuyện vui lắm sư phụ. Mấy hôm con làm móng tay đó con, cái đeo cái hình sư phụ con gì, cái có hai người Mỹ là khách hàng của con á. Cái nói mày đeo cái này sao mày đeo, ngày nào mày cũng đeo vậy. Sư phụ của tao nó nói sư phụ mày là ai, con cũng nói gì, cái nó nói chứ vậy chứ bên Phật hay là bên đạo. Cái con mới nói mày nghĩ Phật cũng được mà nghĩ đạo cũng được. Hồi xưa đó, tao cũng nghĩ là Phật với đạo cũng compare như mày vậy. Nhưng bây giờ tao hiểu là tất cả một con đường mà thôi. Cái nó mới nói mày biết không, tao có một câu chuyện mà ta giấu trong lòng không bao giờ nói cho tất, dù là người Mỹ của ta, ta cũng không nói cho nghe nữa. Cái nó nói hôm đó nó đi nhà thờ. Thì nó vô nhà thờ, cái nó thấy có một em bé nó đi cẳng không, cũng khoảng 11, 12 tuổi gì đó. Nó đi cẳng không vô, cái tự nhiên cái mấy người nhà thờ đuổi nhỏ quá trời quá đất luôn. Nó đi ra, không mang giày thì không có được vô nhà thờ. Cái nó tức quá, nó đứng dậy, nó nói người ta thành tâm, một đứa bé thành tâm đi vô lạy Chúa mà mày không cho, dù là nó không mang giày nhưng mà cái tâm của nó thành. Nắng đầu hoài cho Chúa bữa nắng hiền xuân hả? Nó nói mười mấy năm nay rồi đó, tao không có đi nhà thờ nữa. Ai nói không đi nhà thờ? Cái con nhỏ Mỹ đó, nó nói nó không có thèm đi nhà thờ nữa. Nó nói Chúa ở trong tao, tại sao tao phải tới nhà thờ đó nữa. Mà tao thấy trước mắt là tao nghĩ là Chúa ở đó, nhưng khi tới đó để hợp nhau mà học đạo với nhau. Nhưng mà bây giờ tao thấy rõ ràng là một đứa bé như vậy mà nó mặc đồ sạch sẽ, nó chỉ có thiếu cái đôi giày thôi, mà đuổi nó ra, mà đuổi không nhỏ không đứng không kịp á sư phụ. Cái nó nói từ đây sau không bao giờ nó bước tới nhà thờ, dù là nhà thờ hay bất cứ nơi đâu, nó ở nhà nó nghĩ tới Chúa là đủ rồi. Nó kể cho con nghe là như vậy. Tại sao không mang giày không cho vô nhà thờ? Nó nói là thiếu thiếu lễ phép hả? Thiếu lễ phép hay là không có lễ độ với Chúa gì đó. Chúa đâu có mang giày. Thì đó, nó cũng nói, nó đứng lên nó cãi với cái người đó sư phụ. Cái nó đứng lên nó cãi, nó nói chứ tao nhớ hồi xưa Đức Chúa Giêsu thường đi bộ đó, độ mà chảy máu chân, mà tại sao bây giờ một đứa bé như vậy mà không được, cái đuổi con nhỏ ra, nó đứng là nó từ này sau nó không có tin vào nhà thờ nữa, nó đứng thẳng nó nói vậy. Nó nói cái câu chuyện này xảy ra đến mười mấy năm rồi tao không nói, mà mày người lần đầu tiên nghe thì con có kể những cái sơ lược về sư phụ đó. Cái nó mượn con cuốn sách, nó mượn con cuốn sách, cái nó về nó coi, nói
nó trở ngược lại, nó mượn hai cuốn băng nữa, con đưa hai cuốn băng tiếng Anh cho nó coi, nó coi rồi cái nó đúng ngày nó tới nó trả, nhưng mà nó nói là năn nỉ lại con á, ta rất tiếc là ông xã ta chưa coi, thôi mày cho ta mượn tiếp để giờ nghe tiếp. Thì lúc đó thì trong tuần lễ sau con bán tiệm đó, nằm một cuốn sách với hai cái cuốn sách nó giữ luôn hết. Giữ luôn. Con không biết nó để con liên lạc. À, nếu mà con biết thì con cũng cho nó thêm. Nhưng mà cái tiệm đó thì có thể dặn cái người chủ mới á, nói có mấy người Mỹ lại mà hỏi tôi á thì nó chửi con quá là làm sao con dám lại. Cái tiệm mới chửi tiệm cũ à? Má cũ ăn hiếp má mới, cái này má mới ăn hiếp má cũ. Chửi không dám lại là hả? Dạ. Nhưng mà con tính về nhà là con sẽ cố gắng con đi từng cái chợ một đó, tại con biết mà ở cái địa vị ở cái location nào đó. Thì con cứ đi xe gắn từng cuốn luôn. Thôi không sao đâu, khỏi. À thì muốn thì cũng được. Nhưng mà nếu không, ở trong sách có địa chỉ mà họ sẽ tìm tới nếu mà họ cần. Cho nó luôn cho rồi, bố thí cho rồi. Không, con cho luôn. Cho luôn hả? Tiếng Anh hả? Dạ, tiếng Anh, sư phụ nói 17, con đâu có đưa tiếng Việt. Vậy hả? Tưởng đâu đưa tiếng Tàu vậy. Tại vì nó thấy con kỳ nào cũng mất tiêu ở trong tiệm, cứ nói cứ vài ba tháng là đi mất. Nói tại sao mày đi hoài vậy? Tôi nói mày biết rồi mày sẽ đi luôn. Mày đi theo luôn. Casey, you want to listen to English? Yeah, say John Su, he can speak some lousy English for you. But better than nothing. Ở bên Tàu cũng có nhiều người vậy đó. Nhiều khi mà quen với nhau đó rồi mấy người Tàu nói với mấy người kia nó thầy tôi nhảy tu hành sao bây giờ tôi ăn chay rồi tôi ngồi thiền sao, nó mấy người nó ai mấy anh nhập ma rồi thôi, rồi đi về nói nhau nó trời ai vợ chồng nó nhập ma làm sao kiếm cách cứu nó giùm cho, không bây giờ trúng độc nặng quá rồi. trúng tà nặng quá rồi, mà nặng tới cái mức ngày nào cũng nói sư phụ rồi ăn cũng sư phụ, uống cũng sư phụ, ngủ cũng sư phụ, ngồi thiền cũng sư phụ, chứ lực là đi vong mất tiêu. Không gặp đâu hết, hồi xưa còn ăn nhậu rồi tùm lum, bây giờ thứ bảy chủ nhật không kiếm đâu ra trơn, mà đi lại mèo lấy là biết nó có ở đó, là nhất định lại đó, làm gì mà mê mệt quá thì chắc là trúng tà nặng quá. Chúng có chia năm bên thiên mà. Dễ sĩ mấy dầu là bố cua. Sư khăn khăn mà ho. Rồi cái, nhưng mà sau này, sau nó có dịp gì đó. Như hôm qua có hai vợ chồng bác sĩ lại kể chuyện vui lắm. Sư phụ cái răng nó bể mà. Nó hai anh chàng nó lại tính, hai vợ chồng lại tính bộ túc á. Gì, phiêu đó. Trám á. Nhưng mà trước là hồi sư phụ mời lên ăn cơm mà nói chuyện, đây có một cái anh bà con với anh đó là dạy võ, làm nghề võ mà giỏi lắm á, giỏi nhất nhì Đài Loan á. Ban đầu thì không có tin sư phụ, mà thấy hai anh chàng mà hai ông bà bác sĩ này mê mệt quá, cứ tưởng đâu là trúng tà nặng quá thế nào cũng kiếm cách mà cứu giùm. Còn cái anh chàng này học võ là một ngày mà anh tập 13 tiếng như vậy đó, biết không? Mới thành mà giỏi như vậy. Bây giờ anh dạy là dạy toàn những người mà võ sư á, chứ không phải dạy học trò nữa, thấy chưa? Dạy võ sư á, dạy võ sư của Đài Loan á. Võ sư của những người quân đội này kia đó, thấy chưa? Cũng thằng giỏi lắm. Mà anh sao mà anh tập giỏi nữa? Người ta ngồi đó nói chuyện gì đó mà kệ, nói chuyện sư phụ hay nói chuyện ai mà anh cũng ngồi đó anh cùng. Luyện cái công của công của anh à, tối ngày như vậy không à. Thành ra hai ông bà bác sĩ này nghĩ rằng anh đó hả bị thần kinh à, rồi cái anh chàng đó thì nghĩ rằng hai ông bà này bị tà. Thành ra không ai nói không ai nghe ai hết trơn. Nhưng mà sau này sao không biết gặp dịp nào đó rồi cũng nghe ha. Nghe rồi cái lại gặp sư phụ, nghe sư phụ nói kinh công lần có nhất định nó truyền tâm ấn liền ha. Vậy ăn chay rồi truyền tâm ấn liền. Nhưng mà không cho bà vợ ăn chay, không cho bà vợ truyền tâm ấn, tôi đi mình đủ rồi. Đại diện đi rồi. Tại ta là gia trưởng mà làm gì cũng phải làm chứ, đồng bà con gái làm chi, hiểu chưa? Nhưng mà sau này cũng mê hơn hai cái anh chàng mà hai cái ông bà bác sĩ kia nữa. Bây giờ mỗi lần cứ lại lần nào chủ nhật là cũng có mặt hết, hiểu chưa? Rồi sáng còn lại đây còn dạy cho mấy người xuất gia cái
Vậy giỏi, vậy chút đỉnh á, cho vui mà. Tụi nó có nhiều đứa nó buồn có chuyện gì làm. Nghe nói học võ mà có thể mà cái bằng đẩy người ta một cái có dính luôn lên tường luôn á. Sư phụ nói thôi đừng có đẩy sư phụ. Cái mấy anh cái mà hét măng á là trưởng của mấy người xuất gia đó, phải lo đi học trước chứ không thôi mày mốt không cho nó cạo đầu cái nó bắt dính vô không tường. Sư phụ nói kiểu là nguy hiểm quá, phải học cho kỹ chứ không thôi mấy cái anh chàng mà vô mà cứ bắt buộc sư phụ phải cho anh đi xuất gia đó, rồi mà phải trước đó thì phải đi ngang qua mấy anh kiểm soát mấy anh vậy đó, mấy anh trưởng hết măng á, trưởng của mấy kiểu Việt Nam kêu bằng gì hả? À? Hả? À? Tiếng Việt Nam mà kiểu không phải trưởng toán mà cái bạn trưởng của mấy người mà xuất gia đó mà ha. À, phải đi qua mấy anh trước á, mấy anh kiểm duyệt coi có đầy đủ khả năng không, sức khỏe làm sao, có thiếu nợ ai không, có bị bại gì không, này cái nọ, có thất tình không mà vô hả? À, rủi thất tình thì thôi để đó từ từ rồi tính sau, có nhiều cái lý do đó, kiểm soát kỹ. Sư phụ nó thôi về đi học, nếu mà ai cũng học võ thì mấy người phải đi học lẹ chứ không thôi mai mốt sư phụ kiếm không ra, chắc nó bị dính trên cây hay là dính ở đâu trong tường nào đó nó đi kiếm dài dài. Nhưng mà tụi nó học chút đỉnh phòng thân kia bằng cái gì, huấn luyện thân thể thôi chứ không phải, chứ mà làm thầy tu mà học đánh ta đâu có được, kỳ quá không, dùng phép quán âm là đủ rồi. Ừ? Niệm năm vị Phật là đã, ai đánh cũng bụng rụng hết. Còn nếu như mà thật ra đánh trúng mình chút đỉnh thì đó cũng là nghiệp mình thôi, mình ráng mình trả đi chứ, phải không? Ừ. Rồi cái anh chàng này đó ha, mê võ tới mức một ngày luyện 13 tiếng, ngồi nói chuyện người ta cũng luyện võ, ngồi ăn cơm cũng luyện võ, nghĩa là đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng là võ hết đó. Trong đời nó không có phục ai, mà không có tin ai, mà không có nghĩ rằng cái gì mà qua võ hết. Nhưng mà cũng có nghiên cứu chút đỉnh kinh sách Phật giáo, rồi cái biện với hai anh chàng này hoài đó, hai anh chàng trốn tà. Nhưng mà sau này lại truyền tâm ấn, nghe sư phụ giảng kinh xong rồi, đọc sách rồi lại truyền tâm ấn rồi, trời thôi bây giờ võ cũng bỏ luôn rồi, trợt võ luôn rồi. Hả? Nặng hơn nữa. À, rồi sư phụ biểu thôi đi lên dạy cho sư phụ thử coi coi, nghe nói anh võ giỏi quá thôi dạy sư phụ dạy đòn đi. Hồi xưa sư phụ có học Thiếu Lâm chút đỉnh thôi, học Mai Hoa Quyền này cái chút đỉnh thôi, à, không có bao nhiêu đó, lên dạy sư phụ coi coi, sư phụ phòng thân chút đi. À, lại cái anh chàng lên dạy vậy có hai bữa rồi. Ngày thứ nhất lên dạy, ngày thứ hai cái lên được cái lúc mà chia tay đó, thường thường 5 giờ lên nó dạy. À, thứ hai chia tay cứ khóc ôm sùm, cho nhớ quá không bao giờ nhớ sư phụ quá chịu không nổi. Nói sư phụ không dám kêu lên nữa, kêu lên lâu rồi nhớ thêm nữa mệt nữa, bệnh còn trầm trọng nữa. À, hồi xưa giờ những người mà võ sư mà kiểu nổi tiếng nó không bao giờ, hồi xưa giờ không, ảnh không có cười đâu, nói chuyện rất là nghiêm khắc á. Mà cái lúc mới gặp cũng vậy, mà nói sao kỳ quá chị ơi, từ ngày truyền tâm ấn tới giờ mỗi lần nghĩ tới sư phụ là nước mắt chảy ròng ròng, mà sao kỳ quá vậy, mắc cỡ quá trời. Võ sư mà cứ khóc hoài có kỳ quá. Nhưng mà nói thôi bây giờ không cần nữa, thôi khóc cho khóc luôn nè. À, không cần nữa. À, bây giờ khóc cười gì cũng tự nhiên, là không còn giấu giếm, không còn cái kiểu mà ỏi ống ảnh kêu bằng ẹo tới ẹo luôn, không dám khóc không dám cười nữa. Bây giờ gặp sư phụ thôi cười xả láng rồi. À, nói chuyện là cũng rất là tự nhiên.就是这样子。Thành ra nhiều người đứng ở ngoài đâu có biết cái tình thầy trò của mình như thế nào đâu, phải không? Cái tình cảm mà nó thiêng liêng á, đâu phải giống như phàm tục đâu mà nói trước phải người phải đẹp, hoặc là phải ăn nói làm sao dịu dàng, hoặc là hả đi đứng làm sao, hoặc là cho đồ ăn rồi gì đó mới mê chứ, cái này không có hết trơn à. À, tình cảm thiêng liêng nó khác mà, phải không? Ừ. Đâu phải giống như tình nam nữ hoặc là tình bà con anh em đâu, cái đó còn có thể phản bội nhau á. Ừ. Còn tình thầy trò mà cái lúc mà đã thâm hậu rồi nó khác lắm à, nó khác ha.
Rồi mấy người ngoài không hiểu chứ, ngồi đó phê bình đá rồi chân nhảy vô còn nặng hơn nữa. À, thường thường vậy không à? Thường thường vậy không? Bao nhiêu người như vậy? Những người mà ta không tin ai hết, tới chừng nó tin rồi là tin mãnh liệt lắm. Tại vì đúng cái lý tưởng của họ đó. Đúng cái phù hợp với cái ý của họ đó là trung thành. Anh chàng nó ngộ luyện võ mà luyện tới mức vậy đó. Rồi bây giờ ngồi thiền thì cũng vậy thôi. Làm gì thì làm hết mình vậy đó, thiệt. Nhưng mà học võ cũng ngán lắm à. Mấy ông thầy mà giỏi đánh cũng tơi bời. Chứ như mấy người mà học với ông võ sư này đó, học một đoạn thời gian sau đó thì ông phải đánh thử á, đánh cho biết cách đỡ hoặc là biết cái sự cái ly hại nó như lợi hại nó như mức nào. Tay không, mấy người xuất gia nói sư phụ đụng vô chút thôi làm như rờ một cái thôi mà bầm 5-6 ngày á, wow, lấy ra bầm một miếng bự vậy nè, la ông sùm hết. Rồi cái võ sư nói bây giờ mà tôi không đánh quý vị, mai mốt quý vị ra kia bị người ta đánh chịu không nổi đâu, không có quen cái cách cái đề kháng, cái thân thể mình nó không quen đề kháng, người ta đánh chịu không nổi, mà nó đâu đánh gì đâu, rồi chút vậy thôi mà bầm một miếng to bằng nửa cái miệng, bằng cái tô vậy đó. Bầm mấy ngày sư phụ thấy rõ ràng mới nói nó rờ một cái thôi à, làm như rờ vậy thôi, đập nhẹ nhẹ vậy thôi mà bầm vậy đó. Tức là tại vì người ta cái võ công thâm hậu đó, không có phải dùng sức mạnh, tới nay không có dùng sức mạnh nha. À, đứng vậy đứng chơi vậy mà anh lại đụng hắn là anh văng tuốt lên ngoài kia rồi, đụng đó, anh tự anh đụng lấy là anh tự văng á, hiểu không? Mà anh đánh vô cái bụng hắn là anh còn văng tới đâu nữa. Có cái sức co dạng nó đẩy tuốt ngoài kia. Còn nếu mà anh đẩy hắn là anh tự ngã. À, bây giờ lại dùng bởi vậy mới võ công mới hay, chứ không phải những người mà đánh đấm um sùm đó là hay. À, cái đâu chưa chắc, cái này là dùng nhu mà thắng cương á. Thiệt tình á, hắn không có đẩy ai, đụng nhẹ cái văng tuốt ngoài kia rồi. Mà đó là những người mà có võ đó, còn những người không có võ thì thôi chắc bay luôn. À, sư phụ cũng có thấy rồi, luyện cái võ này cũng ngang lắm. Sư phụ mới có luyện 2-3 ngày thôi mà mới luyện 2-3 ngày đó mà anh chàng anh thử coi cái thử công lực sư phụ như thế nào, biểu sư phụ đánh thử, nó thôi sư phụ tốt hơn đừng có đánh ai hết. Đừng có đánh học trò. Mới luyện sơ à, 2-3 ngày gì đó thôi mà chưa có luyện gì đâu, thì nghe thôi, nghe vậy thôi, đâu có luyện gì. Sư phụ là biến chết, luyện gì tốt ngày á, nó nằm nó rè rè, không có ai lại sư phụ nằm tới niết bàn luôn á, mà đâu có rảnh đâu, mà đâu có mà cái kiểu mà nhiệt tâm như anh đó mà ngồi đâu cũng hoa tay múa chân như vậy. Mà sư phụ mà hắn thấy sư phụ đánh ăn cái sơ thử mà hết hồn luôn, nó trời ơi chắc chết, sư phụ đừng có đánh ai hết. Đừng có để nhẹ học trò. À, sợ. Có lẽ tại vì mình tu hành á, người tu á, làm cái gì nó cũng cái trí tập trung nó cũng mạnh á. Thành ra những người tu hành không có được học võ rồi gì trơn á, hiểu chưa? Không có được học những kiểu mà võ mà đánh đà đó, lỡ đánh chết ta làm sao? Mà khỏi cần đánh hả, dùng cái đầu óc rồi cũng đã chết ta rồi. À, thành ra bên Ấn Độ, thành ra mình tu hành mình phải có cái lòng nhân đạo nó mới tốt. Tại sao mình phải ăn chay? Tại vì những người ăn chay cái lòng của họ thanh tịnh hơn, họ trầm hơn, họ nhu hòa hơn, họ từ bi hơn. Cho nên cái ý tưởng gì họ phát ra nó cũng không có độc hại. Thường thường á, cái đầu óc mình nghĩ lành mà, thì những cái chuyện mình nói ra nó cũng lành, rồi cái hành động của mình nó cũng lành. Cho nên nếu mà mình đã biết cái sự
ăn chay vì từ bi đó, là cái đầu óc mình nó đã lành rồi, thấy không? À, thì rồi cái mình ăn nó cũng lành nữa, rồi mình nói chuyện nó cũng lành, rồi mình nghĩ cái đường lành. Rồi có thầy dạy dỗ mình phải làm điều lành, nghĩ điều lành, bảo vệ cái đầu óc, tư tưởng hành động của mình lúc nào cũng lành á, thì nó càng ngày nó càng lành, nó càng từ bi. Cho nên mình không thể hại người khác được, hiểu chưa? Càng tu nó càng lợi ích cho những người khác, tại vì cái không khí lành của mình nó phát ra. À, tư tưởng lành của mình nó truyền tới người khác, ha? Cái hành động lành của mình nó cảm hóa những người xung quanh, cho nên mình tinh hoa cái xã hội bằng một cách gián tiếp, ha? Rồi mình không thể nào hại người khác được. Cho nên tu hành phải ăn chay là như vậy, phải có đạo đức, phải có giới luật là như vậy. Nếu không, nếu mình tu á, mình càng ngày càng có lực lượng, càng ngày càng có cái tinh thần, cái lực lượng tinh thần nó mãnh liệt như vậy, mà rồi mình ăn mặn, rồi cái đầu óc mình nó không có nghĩ điều lành, cái hành động mình nó không có lành, thì có phương hại với những người xung quanh nhiều lắm, hiểu không? Tại vì cái đầu óc mình lúc đó nó càng tập trung, mình càng tu, càng ngồi thiền nó càng tập trung. Bất luận là mình ngồi thiền cái kiểu gì nữa, đầu óc mình nó cũng tập trung, cái tinh thần của mình nó càng ngày càng mãnh liệt. Là nếu mà dùng cái tinh thần mãnh liệt đó mà nghĩ ác nữa, trù hại ai nè, quý vị nghĩ nó tới mức nào không? Thấy không? Cho nên có nhiều người luyện những thần chú mà hại người đó, ngồi ở xa lắc xa lơ nó cũng thể hại người ta được, phải không? Cho nên mình tu hành nếu mà không có giới luật, không có ăn chay, không có tâm lành à, thà là đừng tu. Nếu không mà hại người ta dữ lắm. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm á, Đức Phật mới nói là những người đi tu mà ăn mặn á, giỏi nhất á là có thể làm ma vương thôi, không có bao giờ làm Bồ Tát, làm Phật gì được. Thiếu cái tâm từ, hiểu không? Thiếu cái tâm từ là thiếu hết. Không có cái lòng thương yêu á là cái gì cũng thiếu hết, phải không? À, đạo nào cũng nói Thượng Đế là tình yêu, Phật Bồ Tát là từ bi hỷ xả, phải không? Mà nếu thiếu cái đó thì đâu phải Phật Bồ Tát nữa. Chỉ những vị cái bằng gì ma vương, hoặc là ma bộ hạ của ma, hoặc là những người phù thủy thôi, những người magician thôi, có tài có phép nhưng mà không có lợi ích gì cho ai cả. Có giúp ai nữa cũng giúp toàn những người làm việc tà không hả? Không hại ai là tốt lắm rồi, còn nói chi mà tôi giúp người khác hả? Mà tu hành á, mặc dù ăn chay đi nữa, trì giới đi nữa, cũng phải tu cho đàng hoàng. Lúc nào cũng phải giữ cái đầu óc của mình thanh tịnh. Nếu không á, thì cái đầu óc mình nghĩ bậy à, nó ảnh hưởng tới những người khác nhiều lắm. Người nào á, mà mình dùng cái đầu óc của mình, mà mình hướng về họ, là họ thâu nhận cái ảnh hưởng liền. Cho nên trái ở Ấn Độ á, người ta sợ nhất là gì? Ta sợ nhất là mấy ông thầy tu. Người ta nói có một cái câu thành ngữ đó, đừng có bao giờ mà làm phật lòng mấy ông thầy tu, mấy ông xuất gia đó, mấy người đi lang thang ngoài đường bẩn rồi cả xa đó. Tại sao? Tại cái đầu óc họ rất là, họ tu hành á, mặc dù tu không bao nhiêu, hoặc là không biết họ tu hay không tu, mà mình đâu biết họ tu hay không tu. Họ đem cái thân khẩu ý của họ, họ cống hiến cho Thượng Đế à, cái lực lượng họ đã mạnh rồi. Mỗi ngày họ không có gì làm, họ cứ tập trung Thượng Đế à. Mà rủi ro mà mình làm Phật ý họ, mà họ cái tâm họ có chưa có tiến được tới mức tối đa lành á, họ nghĩ cái điều hại cho mình là thôi mình chết. Thành ra người Ấn Độ sợ nhất là làm Phật lòng mấy ông thầy tu. Thiệt là như vậy à. Nếu mà họ tu hành thiệt là mình cũng kẹt lắm. Thiệt, nhưng mà họ chưa có đạt được cái mức hoàn toàn tự chủ đó. Mình làm họ giận dỗi đó, họ cũng có thể phản lại. Họ nghĩ những điều không lành cho mình, mặc dù một chút, một sát na thôi. Những ảnh hưởng đó nó sẽ rớt tới tinh thần của mình, làm cho mình phải gặp những điều không tốt. Cho nên con đường tu hành nó cũng cam go chứ hả? Tu cái phép Quán Âm nó còn đỡ, còn tu mấy pháp kia nó ít có, không có cái sự bảo hộ đó.
Thành ra thấy nhiều người tu rồi nhập mau quá trời thấy không? Ừ. Nhập ma không có phải là ngồi đó la lố âm sùm hoặc là cào cấu mặt mày hoặc là quần áo xé rách như vậy, không phải như vậy. Nhập ma có nhiều khi cái tư tưởng không có chánh đáng, tư tưởng lệch lạc là nhập ma, thấy chưa? Không có đủ lòng từ bi, à, không có tu hành đúng đắn, không có khai mở trí huệ, mà không có dùng trí huệ để làm những việc lợi ích cho mình và cho quần chúng, mà để làm những việc ích lợi cho tư cách cho cá nhân danh lợi, nên đó là nhập ma. Nhập ma cái đó còn nghiêm trọng hơn những người mà bị ma nhập. Chưa? Tổ hộ đó. Thành ra thấy nhiều người tu rồi nhập ma quá trời thấy không? Nhập ma không có phải là ngồi đó la lố âm sùm hoặc là cào cấu mặt mày hoặc là quần áo xé rách như vậy, không phải như vậy. Nhập ma có nhiều khi những cái tư tưởng không có chánh đáng, tư tưởng lệch lạc là nhập ma, thấy chưa? Không có đủ lòng từ bi, à, không có tu hành đúng đắn, không có khai mở trí huệ, mà không có dùng trí huệ để làm những việc lợi ích cho mình và cho quần chúng, mà để làm những việc ích lợi cho tư cách cho cá nhân danh lợi, nên đó là nhập ma. Nhập ma cái đó còn nghiêm trọng hơn những người mà bị ma nhập. Chưa? Cái đó là mình nhập vô ma đó. À, còn những người mà la lố ôm sùm xé quần xé áo đó là bị ma nó nhập. Cái đó mình còn tách ra được, mà tự mình mà mình nhập vô là mình nạp mạng rồi. Mình biến thành đoàn viên của nó rồi. Cái đó còn khổ hơn, phải không? Mình đi ma đạo rồi. Mình đi con đường ma rồi, hiểu chưa? Con đường ma là con đường gì? Con đường mà nó vô thường, nó biến đổi, nó không có đáng tin cậy đó. Nó illusion đó, hoang tưởng đó, kêu là ma. Chứ không phải ma là những người có răng nanh dài, hoặc đầu tóc bùm xồm, kiểu mắt mở tò lọ, máu chảy tùm lum đâu cũng. Cái đó, cái này là ma nhỏ. Cái này là ma vô danh tiểu tốt, không ăn nhầm gì. Hả? Những cái con ma như kiểu đó, mấy ông thầy phù thủy nhỏ nhỏ, ông cũng hét chạy rầm rầm, không sai khiến được hết. Còn cái con ma mà trong đầu mình á, mình nhập với cái ma đạo á, mình làm việc không chánh đáng á, mà mình cũng không tự biết lấy mình nữa. Cái đó mới là ma thư thiệt. Cái đó mới là đáng sợ, ma đáng sợ, hay chưa? Cho nên ở ngoài đời thiếu người nói tôi tu này tu kia, mà thấy toàn là đi ma, nhập ma không à. Ma không nghĩ rằng mình chánh ma. Hiểu chưa? Cái đó còn khổ nữa. Ma danh, ma lợi à, ma ác, ma ôn, ma gạt gẫm người ta, ma ích kỷ, ma nhỏ nhen, hả? Ma sân hận, ma oán thù, ma tranh giành danh lợi, hả? Tranh đoạt tài sản của người ta, tranh đoạt chồng vợ của người ta, hả? Đó là toàn là ma hết á. Ma nhiều lắm, ngoài đời toàn là ma không, đâu có thấy ai không ma đâu. Ít có khi mà không gặp ma lắm, phải không? Cho nên hồi đó mình còn nhỏ, mình đi đêm mình sợ gặp ma. Bây giờ mình lớn rồi mình mới biết đi ban ngày gặp ma còn nhiều hơn nữa. Mà đi ban ngày gặp ma, cái ma này còn đáng sợ hơn cái ma ban đêm. Ma ban đêm nó mới dám ló ra. Nó thấy người nào đạo đức nó còn sợ, nó còn chạy, còn cái ma ban ngày mà. Ma mà cái bằng sức đồ lộ diện không sợ ai đó. Wow, ma này ngán lắm. Còn kéo được những người khác thành ma nữa. Thật ra tu một người là có lợi cho biết bao nhiêu người, chưa? Ảnh hưởng nhiều. Những người khác họ thấy mình tu nhẹ giỏi tốt. À, có một cái ví dụ, có một cái gì, có một cái gương á, người ta mới thấy chứ, hiểu chưa? À, chứ nhiều khi người ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà người ta không biết có phải không, không biết kết quả như thế nào, tu như vậy rồi kết quả như thế nào, mà thấy người tu có kết quả như vậy rõ ràng là khả quan. Thì cái ai cũng bắt chước làm theo, thấy chưa? Thành ra đừng có nghĩ rằng mình tu là cho mình đâu. Hoặc là tôi làm tu tốt thì hay cho tôi không tốt thì cũng dở cho tôi thôi. Cái đó cũng đúng chứ không phải không đúng. Nhưng mà đúng một phần thôi. Những người tu hành tốt không tốt đều ảnh hưởng rất nhiều người khác. Chứ đâu phải sư phụ bắt quý vị tu khổ hạnh gì đâu, phải không?
Trên mẹ đó đang khoe. Trời. Bày đó kêu quay phim hả? Đang khoe hả? Khoe cho người ta chạy nước miếng hả? Nếu mà vì trái cây mà qua đây tu thì thôi, ăn nhầm cái gì? Gã con bến như rồi. Vậy là người ta chạy nước miếng tội nghiệp ta là ác tâm à? Hả? Ta thấy mà nó ăn không được thì mới tức. Không, nhưng mà đem về cũng vui hả? Người ta biết đi đây có cái gì, có gì đặc biệt hả? Chứ nếu mà ngồi thiền không được, bên đó ngồi cũng được. Nói tôi chán quá, giống y. Có trái cây rồi có vẻ hấp dẫn chứ hả? À, mai mốt cho qua đâu mà hả? Mai mốt tiểu băng nào cũng có. Mỗi người đem qua đem một cái bao đựng thùng rác đó. Cái bao đựng rác đem qua. Đem ba bốn bao vậy đó chứ không phải. Chứ không phải mấy túi 3 gan, mấy túi 30 gan. Rồi đồ đạc, quần áo đem ít lắm à. Để mà thảy mấy cái đó đem về. Ăn rồi đi, ăn tới phi trường. Vô hậu ai có đem trái cây được không? Cũng là Mỹ mà. Nó không cho vô à. À, ăn được thôi chứ không có đem vô được à. Thì đem thử đi rồi. Đem thử, nếu họ không cho thì mình để nó đó chứ gì đâu. Ăn tại chỗ. Ăn tại chỗ giống khỉ đó, nó ăn không hết đó. Nó để dành ở cái túi, ở cái cổ nè. Mình phải học đủ phép thần thông biến hóa chứ. Tu phép Quán Âm trăm tay trăm mắt mà biến trăm cái miệng luôn. Ok. Họ đâu? Thôi sư phụ không có dụ dỗ quý vị nữa. Muốn ăn tới đâu đó ăn. Dùng mắt, dùng tay, dùng mũi, dùng lưỡi gì ăn hết. Vô ý. Vô tình thôi không phải cô ấy à. Chứ không thôi 50 đồng hả? Con đâu có biết là con đâu có chừng về nhà con lục ra con nói quá wow, con đấy cầm bây sao nó không lục. Sao hứa không ra dạ. Ồ, cam này cam kỳ quá hả? Con nghĩ cái vỏ mà... này nó có bao hầu ăn ở bên ngoài. Con nghĩ nếu mà mọi người cứ chú tâm để sư phụ lo chắc đi hết rồi rồi mà. Thôi mà thì từ từ trái 50 mắc lắm. Không có đáng gì thôi. Mình đừng có nên cố ý làm cho nó mệt mỏi mình thêm à. Không có đáng gì mà à, phải chi bên đó chết đói hết trơn rồi đó. Không có mấy trái xoài này thì đói chết thôi mà. Không có chết đâu, mười mấy năm còn sống dài mà. Sống thêm vài năm nó nhầm vậy, đợi năm sau qua ăn à. Cho nó có cái gì để sống chứ. Có cái hy vọng để bám víu. Có mấy trái xoài. Mấy trái xoài để bám víu. Năm đi 2-3 lần. Ăn cho đã. Ăn cho đã trồng răng rồi đi về. Cái tiền trồng răng để dành qua đây trồng còn đỡ à. Nhưng mà bên đó có insurance mà. Insurance có nhiều hãng, không có bán một. Không có bán trồng răng hả? Trời, mắc quá. Vậy ai mà dám ăn đồ ăn đâu. Nhưng mà vậy rồi bên Mỹ sao nó dám ăn chocolate rồi tụi nó mẹ. Chocolate à? Nó răng giả không sư phụ? Răng giả không? Làm nguyên hàm luôn. Ồ. nhưng mà vậy mắc quá rồi sao? Làm việc cả một đời con người để mà trồng cái hàm răng đó hả? Trả góp. Trời ơi. Răng cũng trả góp. Trời ơi, rồi chết rồi ai trả? Rủi cái người mà chết trước hàm răng rồi ai trả? Hả? Điện tử cho. Lấy làm răng ra lại. Bây giờ cứ có cái kiểu. Bây giờ có cái kiểu mà di sản kiểu mới là sao biết không? Chết rồi để răng lại cho con cái. Mà trưởng tử mới được thừa hưởng cái gia tài này à, chứ còn mấy người kia không được. Mắc quá mà phải không?
Sao viết trong cái tờ giấy mà di chúc mà làm răng để cho ai viết tên nào mà nó quấn nhau. Răng mà có vàng rồi nữa mệt lắm á. Trồng răng vàng chứ ở bên Việt Nam con thấy người ta trồng răng vàng quá trời. Ờ, có chứ có, ở đây có mấy người, mấy bà già, mấy mà người tu già già đó. Ờ, răng cười ra là thôi sáng rực hết cả một phương trời. Thống xuyên có lại cái hầu và bạn vàng quang len rồi nó cái rộng màu có lại đây để mà khát vọng không có thấy cái răng vàng bao giờ. Ê thằng xịn có lại nị chăng cười chưa đấy mà á chăng dư bản cơ à cái ở bên thiên chưa à ta anh huy chăng dư bản cơ à, viết ca bài con cá à, bài tiếng Nhật. Okay. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ấy, Nhật ca có quan Thế Âm Bồ Tát. Này, chẳng như trước cái Nhật Bản cái tình ca mà, khen như là mặn lãng mạn mà, ai à, chẳng như là tình ca, thính thính à. A ta ca i da chi a, ni sa chi na i ta ni. Kage te san chi chi sa ye do me e ko zo le o ki o ka ru ta no o ki o ka ta どうせ一度はあの世と呼ばれ落ちて流れて流れゆく道ないか Okisawa, Toyota, Sinyanara. Hey. Rồi, coi đã chưa? Thank you very much. À, arigato. Liu. À, coi cho đã cái răng vàng chưa? À. Để nói ở bên này Đài Loan không có răng vàng. À, xứ người ta giàu có không có răng vàng. Ủa tưởng đâu Việt Nam mới có hả? À? Ừ. Biểu bá hát rồi nha coi cho đã. Chim ngưỡng cho nó lâu một chút. Chim ngưỡng dung nhan mùa hạ. Dung nhan mùa đông. Bữa nay tu vui không dạ gì mà hát luôn ngon lành không? À. Vui vẻ lắm, mỗi ngày trồng rau trồng đậu. À. Trồng rau trồng đậu bữa củi nấu cơm. Ừ. Tu hành cao ghê lắm á. Ừ. Cao từ khủng bố rồi là. À. Hồi nãy em nói chuyện bao lâu rồi? Ừ? Một tiếng rồi hả? Ờ. Thôi, đủ rồi hả? Tạm rồi hả?
Ngồi đây mát quá, thì ai muốn ngồi đây ngồi, ngồi đây ngồi thiền đấy. Nếu anh nó gờ trao lì cơ vậy ta cái họ là ha. Chuẩn bị sang miền họ ha. Mấy hiện đang còn đòi nữa không? Muốn ăn gì nữa không? Hả? Đủ rồi hả? Thiệt không? Đừng có mắc cỡ mà. Không có mắc cỡ. Đủ rồi hả? Hả? Khối nó múa mềm, múa mồm, múa mép để ăn bao nhiêu. Hồi sáng giờ cũng dùng công nhiều lắm. Ai các bạn hạ thủ công vua cực khổ lắm hả? Tội nghiệp không? Vừa ăn vừa đuôi giọng đứt giọng hết rồi. Ăn ăn kiểu này chắc đứt giọng á, đứt cái à hả? Thiệt đứt thiệt hả? Trời ơi, nhớ cái teo tròn với teo xa chỉ rồi. Tao mới biên chư y biên teo, đợi ra tôi cứ teo tròn hoài teo rồi. Sâu vũ lẻo tham mình trông liền. Ăn có mấy trái xoài mà dữ vậy? Nhiều lắm hả? Ăn là sao? Không hiểu. Bị nghiệp ăn à. Bị nghiệp ăn hành hả? Thay vì bị nghiệp khác đó, bị nghiệp ăn hả? À. Yeah. Ngồi dưới mát mà phải không? Phải dành với nhau sao? Treo thêm vài cái nữa chứ. Thiếu gì chỗ treo? Xin ngồi chùm chùm hả? À, thì đi ra cái chỗ mà vườn cái vườn trúc đó, có cái mấy cái ở bên cạnh đạo trường đó, ở đó có nhiều chỗ treo. Trời, chủ nhật nó treo mấy chục người còn được. Nó treo bên này cái, bên kia cái, treo bên trên cái, bên dưới cái, rồi ở trung gian cái nữa, nằm ba tầng à. Con muốn ngồi chùm thì lên vườn trúc nè, đây ở đâu treo cũng được hết phải không? Ừ. Nhưng mà dành nhau mới vui phải không? À. Thích dành giống như một gia đình vậy cũng được ha. Ăn mì gói mà mì mà mì con rồng vàng đó hả? Mì Quan Âm hả? Trời, tôi Quan Âm rồi, ăn mì Quan Âm là thì là trung thành hết cỡ hả? À. Nhưng mà ăn ba cái mì đó hoài sốt ruột chết ha. Không phải đói, vấn đề đói. Còn không thì nấu cơm á, để trong cái lò điện á, để hoài chừng nào đói lấy ăn với những cái món đậu hũ mà tươi đó cũng được vậy. Bỏ xì dầu lên ăn ngon chết luôn á. Hả? Rồi su đó cắt ra vài ba miếng ngâm nước thiệt sạch rồi ăn sống cũng ngon vậy. Vậy hả? Khỏi cần đi nấu hả? À. Ở Houston hả? Ở gần nhà ai? Ở gần nhà ai, vợ chồng bà này không? Gần thì khỏe rồi, thôi bao thầu luôn vậy. Dạ, yeah. Sao ăn thầu không vậy? Mì căn không có sao? Trời ơi, vậy mà sao cũng có chồng có con được, hay quá vậy ta. Chắc ông chồng này chắc hiền lắm á. Hả? Vậy yeah. Trời ơi là trời. Làm gì sư phụ nghiệp chướng gánh sao cho hết. Hả? Trời ơi. Ăn tiền của người khác không? Ăn mì của người khác không? Mì gói mà cũng mì gói của người khác. Ta nói save money hình tôi hả? Save money. Save a lot of money. Liên phong miên thì chuyên biệt đi bằng chuyên biệt dẫn cha ta chứ đợ. Hả? Ráng hồ sẵn chiến chứ chẳng chi. Ai ai à, sư phụ có cái kế hoạch này cũng cũng hay lắm à. Ăn cơm á,
cái một cơm gạo lứt á, hoặc rượu trắng cũng được, mà ăn nhiều vô thì nó cũng có đủ chất lượng. Tại vì sư phụ có coi một cái thống kê hồi xưa, cái bản báo cáo lâu rồi sư phụ nhớ đâu là những cái anh cu ly ở bên tàu, ở chỗ nào đó bên tàu á, anh đâu có tiền đâu mà mua thịt mua cá gì đâu, mình cứ đem một mớ cơm vậy đó rồi ăn với chút đỉnh đậu gì mà đậu đậu mà muối này, biết không, đậu mà đen mà nó làm mà mặn mặn đó, hoặc là ăn với chao á, vậy đó mà nó ăn nhiều, ăn một lần trời bộ tám miếng, tám cái gì, tám tô bự á, vậy đó. Rồi cái người ta khoa học gia người ta nghiên cứu, người ta thấy nghĩ nó cũng đủ chất protein, cũng đủ chất đạm, nghe cũng làm việc cực khổ. Cũng nặng nhọc ha. Ăn uống thiệt. Con tánh con hồi giờ con đòi hỏi. Thành thử cũng may chứ không thôi bà này đâu có cưới được chồng đâu. Dạ khi nào con đói con ăn gì cũng được vậy là xong rồi. Bởi vì mà con cũng có thấy mệt hoặc thấy mất sức rồi. Nhưng mà hồi đó giờ ăn mì vậy không hay là bây giờ ăn chay ăn mì? Dạ hồi đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Hồi đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Hèn chi mà nói chuyện yếu xìu. Có mặt mày thì dữ lắm nhưng mà nói chuyện càng ngày càng yếu. Ta tưởng sắp thành Phật tới nơi, nói chuyện hiền dịu quá, nói chuyện giống mềm như mì vậy. Mềm như mì luộc mà ăn mì riết thành mì luôn. À vậy hả? À thì thôi, tại có nấu cơm dở quá, cơm nửa sống nửa chín này ăn cho được. Chưa biết ăn nữa. Ngây thơ tới mức vậy đó. Dạ. Tội nghiệp không? Nấu cơm á, bỏ nó 24 tiếng hồ nó mềm á, cơm nó mềm mềm á, chan xì dầu thì ăn cũng ngon hết. Dạ. Rồi rau sống đó mình rửa cho sạch á, ngâm muối cho nó sạch hết những cái chất hóa học á. Rồi nếu mà không ấy thì luộc đại đi, hoặc là ăn sống á, ăn với xì dầu, ăn với tàu hũ tươi, hoặc là ăn mì căng tươi gì đó, mua đại đem về để đầy đó. Chứ khỏi cần phải nấu nhiều, cái lúc đó ăn nhiều cũng ngon. Không? Nhưng mà ăn đủ chất bổ chút á. Ăn mặt mày xanh lét còn có ngồi đó khoe hoài. Ăn nghe giống y mì vàng vàng. Mặt vàng vàng. Vàng vàng mà con đi bác sĩ thì không có bệnh gì hết. Dạ. Nó hết kiếm ra bệnh là bệnh nào cũng có. Bệnh nào cũng có, nó không biết bệnh gì. Nó không biết nói bệnh gì, nó không biết bắt đầu từ đâu á. Nó mệt quá, nó thôi dẹp. Hả? Bác sĩ nó thôi dẹp. Tóc tai cũng gần gần, nó biết vàng vàng, giống như mì của con ông. Lông má thì nó cũng vàng vàng hết trơn, trời mà nói nó không có sao hết. Không đói à, ít đói. Ăn rồi tu cái pháp này mà không có nghĩ tới ăn à? Con cứ nghĩ tới sư phụ là thấy cái gì cũng ngon hết trơn. Nghĩ tới sư phụ cái gì cũng ngon. Vậy thì dạy cho mấy người xuất gia ở đây một chút. Ở đây là tương phản, nó mỗi ngày nó không nghĩ gì cả trừ việc ăn. Dạ, dạ. Vậy hả? Dạ. 3-4 giờ chiều cái ông hỏi con mình ăn gì chưa vậy, con nói bộ chứ ông ăn cái gì chưa ông hỏi tôi. Con nói tôi tới 3-4 giờ chiều mới nghĩ tới hả? Dạ, mới nghĩ tới. Sư phụ cái này cũng vậy. Dạ. thường vậy. Ăn. Dạ. Nó 3-4 giờ mới bắt đầu thiệt là đói, còn không ban ngày nếu mà có ăn đi nữa cũng chưa có hẳn là đói. Không đói được. Như thôi quen ăn nháp nháp hoài nó quen. Yeah. Ăn đựng mà nó mài răng chứ. Chứ không thôi răng nó biến thành răng nanh hết làm sao. Như mấy con thỏ đó tối ngày nó nhai hoài không? Nó ngừng nhai là cái răng nó mọc ra dài thòn nó chết á. Mai mốt nhà không được, ở nhà không được nữa. Đi qua đây thăm sư phụ hoài mà
Hay tới cái lúc mà thiền thất còn dài ba bữa nữa, ổng không ngủ, con cũng không ngủ. Con hỏi ổng soạn chưa, con soạn chưa, quần tới quần lui, cái qua soạn đồ đang đi không. Mà cứ thắc mắc tại sao mình đi hoài mà mình cũng cứ như vậy hoài. Cứ như lần đầu tiên vậy, hồi hộp vậy. Gì mà hồi hộp dữ vậy? Nhớ quá sư phụ ơi. Mừng lắm hả? Dạ, mừng lắm sư phụ ơi. Dạ hả? Tội nghiệp không? Thoát ly. Lên đường máy bay là việc chắc chắn nè. Cái gì mà mừng dữ vậy? Quá đó, gặp mặt này gặp hoài á. Hả? Đoàn tụ. Dạ. Khỏi cần điền đơn hả? Tội nghiệp không, nghe nói mà cảm động. Cảm màu. À, tội nghiệp dữ vậy hả? Sao kỳ vậy kìa? Đi qua đây mất tiền nữa, mất thì giờ nữa, mất ngủ, mất ăn, mất job nữa. Sao mừng nữa. Đời điên đảo ha. Ta được vợ, được con, được tiền, được job ta mới mừng. Chứ còn cái này mất job, mất tiền. Vợ con nhiều khi cũng đi rồi cũng bị mất luôn vậy mà cũng mừng. Đúng là tu điên đạo ha. Tu rồi cái điên đạo không có giống người đời hả? Sao Kiệt bây giờ sao có ai biết không? Có ai ở sao xem? À, cô này mà quen với... quen... Có cháu rồi hả? Có phải cô Trúc không? Ở đây không phải cô Trúc à? Không phải cô Trúc à? Không, Trúc không có mọc hả? Có cháu giỏi không? Tốt hả? Thì vợ chồng hội họp rồi hả? Hả? Ăn chay rồi? Dạ. Trời, không biết ăn cái chay gì đây. Hả? Chay ăn chay câu á hả? Để câu chồng lại hay sao? Tại hả? Tại hồi khi mà Kiệt đi qua có sang ca với sư phụ á. Cái chị ở nhà chỉ sợ Kiệt đi luôn. Là lúc đó mới sợ hả? Rồi, lúc đó Kiệt quyết định lắm rồi, không muốn đi luôn á. Tại sư phụ khuyên quá trời quá đất, không nhận hắn, hắn mới về đó chứ. Bây giờ không cảm ơn sư phụ, còn không ăn chay gì nữa. Hả? Không có sư phụ Kiệt đi luôn rồi đó. Kiệt tình. Nếu mà sư phụ lúc đó đối đãi với Kiệt cũng đặc biệt hơn nữa, mà nhất định câu Kiệt là Kiệt dính luôn. Rớt đại luôn. Không bao giờ Kiệt đi về được. Hả? Dạ, xong rồi sau đó Kiệt về thì chỉ bắt đầu ăn chay tiếp đãi nào hậu. Nấu chay cho Kiệt ăn. Sợ rồi hả? Sợ. Con thấy hình như là chị cũng bắt đầu thay nổi chắc. Kiệt tới sư phụ qua chị nấu bánh để coi coi thôi mà. Kiểu này vì tình đi tu thì cũng không có chắc ăn gì lắm. Vì đạo mà đi tu chưa thấy gì, rớt lên rớt xuống không chứ vì tình là thôi cũng không có cái gì mà cái bằng reliable lắm, thấy chưa? Thưa sư phụ, có thể tụi con xin nó bển xin cái giấy mà để mà cho những người chưa có passport làm cái visa qua, tại vì khi làm visa đó họ sẽ gửi qua tới đây mất cỡ chừng 1.5 tháng lận hoặc là hơn nữa. Nhưng mà tụi con biết tin, ví dụ tin thiền thất khoảng chừng còn chừng khoảng chừng 2 tuần à. Như vợ con đi kỳ này làm cũng không kịp nữa. Nghe hả? Nó cũng khóc quá trời. Làm sẵn hả? Làm sẵn phải không? Dạ, nó khóc. Nhưng mà sơ nhờ là cái hai ngày sau không biết nó nằm chim bao nó thấy sao, nó khóc mấy bữa trước dữ lắm. Nhờ nằm bao thấy sao cái bữa đó thức dậy cái chỉ cười. Vậy nói em không đi không được, nhưng mà sư phụ cho em cái chuyện khác. Chứ hỏi không nói. Nói kinh nghiệm sao nói. Dụ hoài không nói. Dụ không được. Thôi. Vậy tốt, vậy là vậy là ngoan lắm. Thì không, làm sẵn được không? Thì làm đi. Muốn làm. Hả? Khi mà hay được cái tin thiền thất thì khoảng chừng còn có 2 tuần hoặc là mười mấy bữa à. Thiền tam chứ? Dạ thiền tam, nhưng mà làm cái giấy đó phải mất tới 1.5 tháng. Ai nghĩ mà mấy người mà nhảy đại qua đâu. Sư phụ đâu nghĩ là thiền tam mà quý vị qua đâu. Nghĩ rằng thiền tam có 2-3 ngày mà qua làm chi. Sư phụ cũng đâu có in ở trên mấy cái báo của mình đâu. Thường thường truyền ở trong Đài Loan thôi, mà nghĩ là cũng ít người lại chơi thôi.
hỏi, để hỏi hỏi mấy cái chỗ chính đó, như bên Cali á, để biết tin ở bên này. À, thì vậy cũng được, dạ. Làm sẵn cũng được hả? Làm sẵn để đó rồi cái có chuyện làm liền phải không? Hay là dạ. Là? Dạ. Đi nguyên là cái group hay là từng người từng người? Dạ, đi group. À. À. Nó phải gửi qua bên này. À, mà gửi bên này khoảng chừng trở về nó cứu xét nó khoảng tháng rưỡi hoặc là hai tháng. Thì làm sao? Là phải gửi trước. Dạ, gửi trước rồi sau đó làm sao đi? Không, nó gửi qua đây để mà bên đây xác nhận là người đó sẽ khi tới là có địa chỉ đó. À. Coi như là xin giấy xác nhận đây là. À. Nhưng mà làm trước vậy rồi người ta không đi qua đây, người ta đi làm chuyện khác làm sao? Một á, sư phụ, thì cái visa đó xài được cho 5 năm. À vậy hả? Dạ, xài được. Làm một lần nhưng mà chỉ một lần thôi mà đi, đi khi nào đi trong 5 năm á. Chứ còn mấy người kia hồi trước làm rồi, tại sao kỳ này đi không được? Dạ, mấy người đó tại chưa có làm thôi. À, tức là những người đó chưa có quốc tịch đó, sư phụ. Nhưng mà hôm trước đi Thiện Thất lần rồi, sao kỳ này đi như con thì có quốc tịch, nhưng mà vợ con này chưa có. Dạ. Nó đóng một lần đi 5 năm mà sao kỳ trước có đóng rồi, kỳ này không đi. Nhưng mà cái chị đó chưa có đóng. À, có người, nên những người chưa đóng. Chưa đóng, dạ, chưa đóng. Ờ, giờ tội nghiệp không? Vậy thì cũng được. Ok. À. Nhưng mà phải qua cái sự bảo đảm của liên lạc viên ở đó. Chưa? Dạ. Biết anh đó là tốt. À. Có thiền rồi đàng hoàng hả, giữ giới rồi đàng hoàng chứ không nó qua mặt rồi ai cũng gửi đưa cái giấy về đó rồi được qua mặt liên lạc viên luôn, mua giấy chạy qua bên này rồi không có cái trật tự gì hết, rồi nhiều khi liên lạc viên nói cũng khó lòng hả, có tiền nó nhảy qua hả, rồi có chuyện gì sư phụ cứ đè mấy anh liên lạc viên ra mà la thì cũng tội nghiệp cho người ta phải không. Thôi khi sao muốn cái đó thì được, nhưng mà đưa cho liên lạc viên mà hả. Rồi rồi người nào mà xứng đáng mà ngoan mà có ngồi thiền rồi đàng hoàng đó, mà nhiều khi mình cứu xét coi nếu mà người ta những người đó không có tới ngồi thiền được bởi vì hoàn cảnh thiệt đặc biệt gì đó hoặc là đau hoặc là nhà khó khăn cái gì đó thì coi phải coi cho kỹ ha, chứ không computer nhà trơn chứ đừng để gạt chạy qua đây bị bạ mệt lắm, má mất mặt Việt Nam cả đám rồi, làm ảnh hưởng cả đoàn thể. Có nhiều người lì lắm biết không hả, giới thì không thèm trì ăn cơm thì toàn là beef steak rồi nghe cái Thiện Thất vui mà không có chỗ đi mà chạy qua làm náo loạn bên này, sư phụ cũng thích như vậy, chỗ này chỗ để mình tu hành thôi chứ không phải sư phụ phân biệt. Còn nếu mà muốn gặp sư phụ thì cái lúc sư phụ đi ra công chúng đó, sư phụ ăn mặn chay sư phụ cũng gặp đó, lúc đó muốn gặp thì gặp chứ sư phụ cũng không phải nói gì, nhưng mà cái lúc người ta tu hành thanh tịnh cái chỗ người ta trì giới nghiêm nhặt, người ta tu hành nghiêm nhặt, người ta tu hành cực khổ không có được vô mà phá đám mà liện đá liện sỏi liện bụi bặm lên những người đồng tu khác, hiểu chưa, liện rác đến nên mình mấy ta rửa ráy sạch sẽ đặng lại ra ngồi cho anh liện rác xong phải không, vậy làm sao bắt ta rửa anh chi phải không, mỗi ngày rửa sạch sẽ rồi cái tới đó mỗi ngày anh ngồi gần bên liện rác, vậy không phải là cái phong độ phải không, không có quyền làm như vậy. Chứ không phải sư phụ không có thương những người đó, thương nhưng mà phải dạy, chứ nếu không sư phụ làm thầy để làm cái gì, phải không, người nào làm gì làm sư phụ không nói gì hết, vậy người ta nói cho sư phụ hiền quá ta, giống như ông Phật sống nha, giống ông Phật gỗ chứ Phật sống vậy. Nếu vậy làm thầy làm chi chứ hả, thì là lấy cái danh nghĩa thôi cho vui thôi, còn học trò không có dạy dỗ gì hết, nó làm hay làm dở làm trật gì đâu cũng hùm bà lằng sánh gấu vậy, đặng để anh ta khen mình là thầy hiền hả, hiền như Phật cổ Phật sống vậy làm gì, đó nó ham danh ham lợi đâu phải là làm bổn phận của một người thầy đâu phải không. Cho nên nhiều người hiểu lầm sư phụ gì mà kệ sư phụ cũng vẫn la là la thẳng tay à, cái lúc đó không có ngừng được, lúc đó là Phật la, sư phụ cũng muốn ngừng ông cũng không ngừng nữa. Nhiều khi sư phụ phản đối mà ông cứ la như thường sư phụ đã nói rồi mà, những cái trong ông Phật này ông làm việc cái đầu óc nó không có phản đối được nữa, hồi xưa là cái đầu óc làm chủ, bây giờ là ông Phật làm chủ, cho nên nhiều khi cái đầu óc nó quen những cái cách phán đoán của phàm phu mà kệ, ông không cần, không có việc làm thẳng ra hả, đầu óc của sư phụ còn phản đối mà sư phụ nó còn không cần, huống gì đầu óc của vị phản đối nhầm gì phải không. Thế nên mình tu càng ngày nó càng công bình như vậy, làm việc không phải là đầu óc làm nữa nhưng mà cái trí huệ của mình nó làm.
hiểu chưa? Rất là công bình chánh trực, không có đi qua cái từng lớp thành kiến, những cái xã hội phong tục và những cái tập quán của mình, những cái điều mà mình quen thói nghĩ thôi, không có đi qua những cái đó nữa. Chứ nhiều khi những cái điều đó nó làm cho mình phán đoán lệch lạc, phải không? Mình thích người nào cái mình nói người đó hay, mặc dù người đó làm dở mình cũng nhắm mắt đi. Còn cái ông Phật ở bên trong là thích không thích gì không có thành vấn đề à. Có công thưởng có tội trừng vậy đó, có điều sai thì sửa như vậy đó. Không có nghĩ tới danh lợi, không nghĩ người xa, người ta khen mình, người ta chê mình, hoặc là mình chửi nhiều quá người ta không thích mình, hoặc là mình khen mình hiền chút, cái học trò chạy theo nhiều cũng cúng dường nhiều, không có mấy cái vấn đề đó nữa, không có ngã nữa chứ, không có còn cái ngã nữa. Bắt buộc phải làm việc gì là làm thôi, lúc nào phải làm việc gì là làm việc đó, không có ngừng được, mà không có phán, không có có xía cái đỏ, không có xía vô gì được nữa cả, hoàn toàn bất lực. Thôi trời ơi, nó nhiều quá rồi, mấy tiếng rồi hả? 2 tiếng rồi phải không? Lẽ ra nãy ngừng rồi, cái nói ngừng rồi, ngừng tới bây giờ luôn, tôi còn nói không ngừng nữa. Thôi quý vị về nghỉ ha, tới gặp nữa nha. Muốn ngồi thiền ở đây cũng được, muốn đi dành giống thì cũng được, muốn đi ăn trái cây thì cũng được, có rất nhiều sự chọn lựa hả. Qua đây đâu có bo được đâu hả, đâu có chán được đâu hả. Nếu mà chán trái cây thì đi dành giống hả, chán giống thì đi ngồi thiền, phải không? Chán thiền thì đi vòng vòng hả, nói chuyện với mấy cái cây. Ở đây quý vị có thể lên đây ngồi thiền được, không sao hết. Nếu mà ở dưới mà nóng quá thì lên đây ngồi, bên đây nóng quá xuống ở đi vòng vòng không sao. Nếu mà đừng có đi vô mấy cái khu của mấy người xuất gia thì thôi. Ok. Hồi nãy giờ sư phụ ngồi đây nghĩ anh chàng như kia chắc anh sám hối rồi. Anh sư phụ thấy tội nghiệp anh. Anh chiều xuống gặp. Anh quý vị đi về ha. Sám hối mới được, còn sám hối là mặc dù sư phụ có tha anh cách nào đi nữa, cái nghiệp chướng anh cũng đầy mình hết trơn. Có hiểu không? Phải tự mình phải, cho nên Đức Phật mới nói tự mình, tự con phải thắp đuốc lên mà đi. Không có nhờ vả vào người nào cả, mà chỉ nhờ vào chính mình, mới vậy mới được. Hiểu chưa? Sư phụ chỉ là dẫn đường đưa lối thôi, sư phụ biểu sám hối mà anh không sám hối thì sư phụ cũng không thể thay cho anh mà sám hối được. Cũng có thể nhưng mà một chút ít nào thôi chứ không thể hoàn toàn được. Cũng như sư phụ nói ngày hôm qua cái vấn đề mà thi vớt đó mà. Anh cũng phải có chút đỉnh gì chứ. Mà vớt anh thì vớt anh tới bình thôi chứ đâu có. Một bình thứ thôi chứ đâu có vớt anh tới ưu được. Phải không? Thì mình phải tự mình. Phải nhờ vào chính mình. Thắp đuốc lên mà đi. Phải cố gắng phải độc lập. Tự lập. Mà tu hành đàng hoàng. Phải biết. Phải thành thật với chính mình mới là. Mới là quan trọng. Chứ không phải mà làm cho người ta thấy, cho người ta coi, hoặc là cho thầy mình thấy, cho thầy mình coi. Trời ơi, không khỏi cần. Khổ cần tới chỗ mình mới thấy, phải không? Ok, thôi, cảm ơn quý vị á. Về nhà tiếp tục nhai xoài. Hôm qua không có trái mãng cầu, tiếc quá I am sorry. It's not the season, maybe. Mãng cầu bây giờ nó lạnh quá nè, không có, hình như phải mùa hè mới có, phải không? Ok. Goodbye, chào chiên. See you later. Vậy cũng được ha, dòm chút cũng đỡ hiền ha. Cá đồng cùng bắt gọi.